Hello, xin chào các bạn. Các bạn bây giờ ngửi những cái mùi hương giống nhau nhưng mà được xịt ra từ hai chai nước hoa của hai hãng hoàn toàn khác nhau chưa? Mình không biết ở các lĩnh vực khác người ta gọi đó là gì, nhưng mà ở trong nước hoa thì có một cái khái niệm, đó là nước hoa clone. Nước hoa clone thì khác hoàn toàn nước hoa fake nhá. Fake sẽ làm giả từ giống hệt, từ mẫu mã, hình thức và mùi hương thì họ sẽ pha trộn lại rất nhiều và họ bán ra thị trường để thu cái lời bất chính. Còn nước hoa clone thì lại là một cái brand nước hoa, một cái hãng nước hoa nào đó làm mùi có phần giống đến khoảng tầm 50 đến 70, hoặc thậm chí là đến 90% với những chai nước hoa nổi tiếng trên thị trường, nhưng mà giá nó chỉ bằng 1/5, 1/10, thậm chí là rẻ hơn rất nhiều so với những cái chai nước hoa đang hot trên thị trường. Và mình nghĩ đây là một cái chuyên mục khá hay mà mình muốn mở rộng ra trong kênh YouTube của mình. Thì mình nghĩ là những chai nước hoa clone đó thì sẽ phù hợp với những bạn nào có cái sở thích là ngửi những cái mùi hương mới, hoặc là những bạn nào có tài chính chưa đủ lớn để có thể sử dụng những cái chai nước hoa đang hot, như kiểu là những chai nước hoa của nhà Creed này, của nhà Lilabo này, họ có giá khoảng tầm hơn 5 triệu. Nhưng mà bây giờ nếu như mình gợi ý cho các bạn những chai nước hoa clone mà vẫn là một cái nhãn hàng rất là nổi tiếng nhá, mà họ chỉ làm mùi giống đó nhưng mà giá chỉ bằng 1/5, 1/10, thì các bạn nghĩ sao? Mình nghĩ là nếu như các bạn thấy hay thì các bạn đừng quên like, subscribe và chia sẻ nhá. Chúng ta bắt đầu thôi. Thời gian gần đây thì mình thấy Lilabo khá là hot trên thị trường. Người người Lilabo, nhà là Lilabo, bạn mình cũng từ Chanel, cũng từ mấy chai nước hoa kiểu phổ thông chuyển hết sang Lilabo, mặc dù giá rất là đắt, khoảng tầm hơn 5 triệu đồng nhưng mà 100ml. Và gần như là lúc nào mình đi ra đường, mình đi chơi đến những chỗ đông người như kiểu rạp chiếu phim hay trung tâm thương mại thì mình đều ngửi thấy những cái mùi nước hoa của Lilabo. Thì không biết là mình có ngửi chuẩn không, nhưng thì Lilabo có những chai nước hoa rất là nổi tiếng như kiểu là Row 31 này, như kiểu Another 13 này, như kiểu là Bergamot 22. Đắt hơn, sang trọng hơn một chút thì ta có Tabac 28 này, ta có Gaillac 10. Đó đều là những chai nước hoa khá là hot. Nhưng mà nhắc đến Lilabo thì chúng ta không thể nào không nhắc tới một cái mùi hương gỗ rất là đặc biệt, đó chính là Santon 33 mà mình đã có video review rồi. Chai nước hoa này nó có một cái mùi hương gỗ cực kỳ đặc biệt, người ta hay gọi đó là gỗ xưởng cưa, khá là béo và ngậy về sau, rất là tuyệt vời và thường được lựa chọn làm signature scent. Và đây cũng là cái mùi hương mà ở cơ quan mình thì mình ngửi thấy khá nhiều luôn, nhưng mà mình cũng không dám hỏi. Và hôm nay thì mình sẽ cho các bạn một cái gợi ý về một chai nước hoa clone mà nó chỉ có giá bằng 1/12 so với chai nước hoa Lilabo Santon 33 này. Và đây chính là em nó. Đây các bạn có thể nhìn thấy. Đó, đây em nó là Midsummer Firefly. Thì mình mua tại Mimiso ở chỗ nhà thờ với cái giá 100.000 cho lọ này là 25ml. Bất ngờ không? Tính ra là nó chỉ có 10ml, nó chỉ có 40.000 thôi. Trong khi Santon 33 của nhà Lilabo thì các bạn mua chiết ở ngoài thì nó phải có giá tầm 500.000 cho 10ml. Đó. Thực sự là mùi hương rất là ấn tượng. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy nó có một cái thiết kế trông cũng khá là hay. Đó, thì cái thiết kế của chai nước hoa này nó có phần giống với chai nước hoa của nhà Sacre du Thon. Ai, giống chai nước hoa này. Đó. Nhưng mà cái vỏ này nó là thủy tinh nhưng mà nó làm khá là kiểu đục, nhìn rất là sang và thực sự cầm nó rất là chắc tay. Thì khi các bạn xịt cái mùi hương này ra, nó có một cái điều mà mình rất là thích, đó là khi cái xịt ra thì cái mùi gỗ xưởng cưa nó đập thẳng vào mặt mình luôn. Và cái mùi hương này thì nó không có vị nồng của cồn, mùi hương nó khá là tự nhiên. Ui, và nó, mình có cảm giác là cái mùi hương này nó làm gần như là giống đến khoảng tầm 70-80% vậy. Mình thực sự rất ấn tượng với chai nước hoa này. Và cái độ bám tỏa của em nó thì mình nhớ là hôm đó mình mua khoảng tầm 9:30, khi mình đón người yêu mình đi chơi thì mình có tạt qua Mimiso ở chỗ nhà thờ, thì mình mua chai nước hoa này và mình xịt lên cái cổ tay đúng chỗ này luôn. Và mình đi lên một quán pub để uống rượu, thì đến trưa ngày hôm sau mùi hương này nó vẫn phảng phất trên da mình. Và đến chiều tối thì mình phải đưa sát vào thì mình mới ngửi thấy cái mùi hương này. Mình thực sự rất ấn tượng với cái độ bám tỏa của một chai nước hoa với cái giá tiền 100.000 này cho 25ml này. Đó, đây, mình cho các bạn xem lại một lần nữa nhá.
nắp nó thiết kế cũng khá là chắc chắn luôn. Đó. Và mình đảm bảo rằng nếu như bạn nào chưa xịt chai Sutton 33 mà các bạn xịt chai Noah này ấy, thì mình đố các bạn nhận biết được đâu là Sutton 33, đâu là Midsummer Firefly của nhà Mimiso đấy. Khen ngợi thế thôi, nhưng mà chúng ta nên quay trở lại về những cái sự thật về em nó. Thì thực sự là cái mùi hương nước hoa này, nó nếu như bạn nào sử dụng qua Lilabo Sutton 33 rồi, thì các bạn khi các bạn xịt ra thì các bạn sẽ thấy cái mùi hương này nó có phần mỏng và không sâu bằng chai nước hoa của nhà Lilabo. Đó là cái điều mình cảm nhận thấy. Và cái mùi hương này thì nó khá là kiểu đơn sắc ấy, nó không trên da mình, nó không biến chuyển được như chai nước hoa Lilabo. Có lẽ một phần cũng vì cái nguyên liệu thôi. Thực sự là 100.000 thì mình cũng không thể nào đòi hỏi nhiều. Nếu như trên tay mình thì trên da mình, Lilabo Sutton 33 nó biến chuyển khá là ok, cái nó chuyển từ độ béo béo ngậy ngậy xong rồi nó sang cái hơi kiểu bột một chút, mình khá là thích. Và nhưng mà chai nước hoa này khi các bạn xịt ra nhà nó sẽ là như vậy từ đầu đến cuối, và nó gần như là không độ chuyển mùi hương. Nếu như bạn nào đang muốn thử chai Sutton 33 nhưng mà chưa có điều kiện kinh tế tốt ấy, thì mình nghĩ các bạn nên mua chai nước hoa này 100.000, 99.000 thì các bạn có thể thử và các bạn có thể hình dung được là mùi của Sutton 33 nó như thế nào. Nhưng mà với mình thì chai nước hoa này thì mình sẽ sử dụng để thỉnh thoảng xịt ra đường một cách nhẹ nhàng, kiểu đi uống cà phê thôi, thì hoặc là mình xịt lên chăn ga gối đệm, tại vì mùi này nó cũng khá là thư thái, khá là thoải mái. Và đây cũng là chai nước hoa đầu tiên mở màn trong cái chuyên mục nước hoa clone. Nếu như các bạn nào thấy cái mùi nước hoa này hay mà mình review khá đúng thì các bạn hãy like và động viên mình bằng cách share video này để cho nhiều người biết đến những chai nước hoa rẻ tiền mà mùi hương nó khá là tốt như này. Và nếu như bạn là người có những chai nước hoa, biết đến những cái chai nước hoa mà có mùi hương khá giống với những chai nước hoa đang hot trên thị trường, những chai nước hoa đắt đỏ của nhà của các nhà nước hoa nổi tiếng, thì các bạn cũng hãy bình luận bên dưới để mình có thể mua để thử và để làm video review cho các bạn nha. Xin chào và hẹn gặp lại.